Chào các bạn, ở đây là video hướng dẫn các bạn cách fix lỗi mà khi các bạn cài ứng dụng bằng cái chứng chỉ thì nó sẽ báo là không không thể xác minh ứng dụng. Fix lỗi không thể xác minh ứng dụng trên iOS các bạn nhé. Mặc dù trong cài đặt chung các bạn đã tin cậy rồi, mặc dù các bạn đã tin cậy rồi đây, nhưng mà nó vẫn báo là không có kết nối internet đấy. Đó. Cái này là do máy trên máy của các bạn bị chết chứng chỉ chứ không phải là do chứng chỉ bị chết nhé. Do máy của các bạn bị Apple quản lý và Apple đã cho máy của các bạn vào danh sách đen nên các bạn không không thể sử dụng được. Thì để fix cái lỗi này thì bắt buộc các bạn phải cài được một cái app đó gọi là cái app Blacklist này lên iPhone của các bạn. Bắt buộc các bạn phải cài được. Thì các bạn có thể cài bằng một cái chứng chỉ còn sống khác hoặc là cài bằng một cái cách nào đấy, ví dụ như Exchange, như là Saito hay là Silverly hay là một cái phương pháp nào đấy để cài được lên iPhone của các bạn. Đó, thì điều kiện cần là phải cài được lên để fix cái lỗi này. Ví dụ như máy của mình nhá, việc cài lên đây và nhấn fix này là được, nhấn fix này là được. Thì có một số dòng máy thì là nó hỗ trợ iOS cao hơn thì nó giao diện nó khác một tí. Các bạn nhấn bước 1 này, xong nhấn luôn bước 2 và nhấn bước 3, nó báo thành công là sẽ được các bạn nhé. Tuy nhiên cái này á thì có máy được có máy không, máy được máy không. Tại vì là nó là những cái phiên bản đầu tiên đó, nó không như cái bản iOS thấp hơn. Nếu mà bản iOS thấp hơn thì nó fix là thành công luôn. Như cái bản iOS cao thì fix nó còn hơi lâu một tí, fix hơi lâu một tí. Có lúc có máy được có máy không nhé. Mình test thì có máy có được có máy hay không. Đó. Các bạn thử cài lên cái máy của các bạn để xem các bạn có fix thành công hay không nhé. Khi nào có những bản cập nhật tiếp theo thì mình sẽ làm video cho các bạn. Còn còn máy mình đã fix rồi, nó báo đăng như này rồi. Thì bây giờ mình có thể mở lên hoàn toàn bình thường nhé, mở lên hoàn toàn bình thường, không có lỗi lầm gì cả. Các bạn thấy không? Mình mở lên hoàn toàn bình thường này. Đó, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đó, thì điều kiện cần là các bạn phải cài được cái app Backlit đấy lên iPhone của các bạn. Đó. Thì các bạn hãy truy cập link sẽ bên mô tả nhé. Mình sẽ có hướng dẫn một vài phương pháp cài EPA lên iPhone của các bạn. Thì các bạn hãy theo dõi video của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.